tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Dân gian có câu lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng nam tựa như một lời đúc kết cho hai việc lớn nhất của đời người vậy. Lựa chọn hướng nhà phù hợp sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ, gia đình hòa thuận, xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tài lộc, sức khỏe dồi dào, công danh thăng tiến. Để xây nhà thì đầu tiên ta xét đến rất nhiều yếu tố như là kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ, đô thiên, mộ long, biến vận. Vậy yếu tố nào là quan trọng nhất? Nếu phạm phải một trong những yếu tố trên mà vẫn làm nhà thì gia chủ sẽ gặp phải đại hạn gì? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên thì ta xét đến kim lâu tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Năm 2020, 70 tuổi không bị phạm kim lâu nên năm 2020 có thể xây nhà được. Nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cắt lành hay không. Xét đến hoang ốc, năm 2020 Canh Tý, gia chủ Tân Mão 70 tuổi, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhất kiết an cư thông vạn sự, gia chủ làm nhà tuổi này thì sẽ có chốn an cư tốt, tất cả mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Xét đến tam tai thì người tuổi Tân Mão cần tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi, năm làm nhà 2020 Canh Tý. Theo cách tính thì gia chủ 1951 Tân Mão sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ, tam tai. Tuổi này thì nên làm nhà, tuy nhiên nếu muốn làm nhà mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cắt lành như sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cắt lành. Tuy nhiên thì tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cắt lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cân bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cắt lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và các hung của từng hướng năm 2020. Mời quý vị anh chị cùng với các bạn theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1951 Tân Mão nam mệnh thuộc cung Tốn Mộc, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Tân Mão xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy tuổi này người mệnh Tốn Mộc bốn hướng tốt: Đông Nam phục vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí, bốn xấu: Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam Ngũ Quỷ. Giờ ta sẽ đến tuổi 1951 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Hướng Bắc thì gồm có Ba Sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi 1951 Tân Mão nam mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ ví nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí, tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn.
Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, 7 âm lịch, rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Tuổi Tân Mão 1951 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tương quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa, đặt giường tại Thiên Y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, Ngũ Hoàng, Đại Sát là tài tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng, Ngũ Hành thuộc Thổ đáo đến Mộc cung hướng Đông, Mộc khắc Thổ, nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn là tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo sức họa vào thân. Tuổi Tân Mão thì xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020, Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị nên chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất là cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cắt lành may mắn. Tuổi Tân Mão năm mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Mão đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mão. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sao Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Người tuổi Tân Mão mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tương quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ, nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý, như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà.
Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mão. Hướng đông bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa sẽ rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, 6 âm lịch. Tuổi Tân Mão xây nhà hướng đông bắc thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài. Chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Tân Mão khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắc quái tinh cầu và sáng ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mão. Hướng đông nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo vào đông nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Tân Mão xây nhà và ở hướng đông nam thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tảo Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thể loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Nam thì gồm có ba sơn Khôn, Mùi, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Tân phạm phải mậu kỷ đô thiên nên không xây được sơn Mùi và Khôn. Nếu xây được thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi sẽ làm rất cát. Với nam mệnh Tân Mão xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, còn cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020, nếu xây thì bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi hoặc là mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Mão đang ở nhà hướng Tây Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mão. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Mão năm 1951 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video.
với nữ mạng Tân Mão. Cung khôn thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh khôn thổ, bốn hướng tốt là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu Đông Hỏa hại, Bắc Tuyệt mệnh, Nam Lục sát, Đông Nam Ngũ quỷ. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với ngà tọa ngọ hướng Tý, tọa phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ lòng biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Mão 1951, nữ mạng xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim tượng, quái là đoài. Chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Tân Mão khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch. Theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mão 1951. Hướng Nam gồm có 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5. Năm 2002 xây nhà Đại Cát. Vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cấp lành may mắn hơn. Tuổi Tân Mão nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quái là khảm. Chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Mão đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mão 1951. Hướng Đông gồm có 3 sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nên xây nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ lòng biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Người tuổi Tân Mão 1951 nữ mạng mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tổn thuộc thổ hướng Tây Nam, tương quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng hoa mai trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mão 1951. Hướng Tây gồm có 3 sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 229,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được gác. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được.
Nếu xe mới chọn tháng 3, tháng 4, 5, 10 âm lịch, để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất là cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nữ mạng tuổi Tân Mão xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp với hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tương quái là cấn, chủ yếu sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy hương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm 2020, Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Tân Mão nữ mạng xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hoa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hoa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ năm Canh Tý 2020, Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, 6 âm lịch. Tuổi Tân Mão nữ mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là chấn, chủ bí nhân ái tài lộc thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ năm 2020, Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nữ mạng Tân Mão xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi và mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Mão đang ở nhà hướng Đông Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải
cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mão 1951. Hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Tân Mão xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn. Chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi Phong Thủy May Mắn đã phân tích các hung của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Tân Mão 1951 nam mạng và nữ mạng. Chắc hẳn quý vị đã lựa chọn cho mình được hướng và tuổi mượn động thổ để xây nhà trong năm 2020 rồi đúng không ạ? Căn cứ vào bản mệnh của gia chủ, ta có thể lựa chọn hướng nhà tốt và phù hợp nhất để đảm bảo phong thủy của toàn bộ căn nhà. Khuyên quý vị cũng nên kết hợp hài hòa hướng nhà với một số yếu tố khác như nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách hay là bàn làm việc để có thể rước được nhiều thần tài vào nhà, phù hộ cho gia chủ phúc lộc song toàn, kiện khang trường thọ. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến cho quý vị những kiến thức về tử vi phong thủy chính tông. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúc quý vị năm mới dồi dào sức khỏe, luôn may mắn thành công trong cuộc sống.